Và khi chết đi rồi, xin thưa chắc chắn rằng chúng ta sẽ rất khó, cực kỳ khó được đầu thai làm người. Và trong lúc chưa có điều kiện, chưa có đủ phước báo để đầu thai làm người, thì xin thưa những chúng sinh đó tự tử xong sẽ chết và nằm trong cõi ngạ quỷ. Và có nhiều linh hồn tồn tại hàng chục năm, hàng trăm năm vẫn không thể đầu thai trở thành làm người được. Kính thưa quý Phật tử, câu hỏi này thì có hai vế. Vế thứ nhất thì nói là thân này là thân tứ đại, rồi sẽ trả về cát bụi. Sự thật nó không có gì cả, thì tại sao chúng ta phải chấp, phải giữ, đúng không ạ? Thực ra quý Phật tử ạ, con người của chúng ta thì kết cấu thân và tâm thì gồm có 5 yếu tố gọi là ngũ uẩn đó, gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì trong cái sắc đấy thì nói chung là gồm có tứ đại đất, nước, gió, lửa để kết cấu thành cái cơ thể vật chất này của mình. Và đây là một điều hiển nhiên, Đức Phật nói hay không nói, chúng ta vẫn thấy đây là một sự thật cực kỳ hiển nhiên và khách quan. Như là thân thể này, chúng ta có tắm rửa cho nó, chúng ta có thể khoác lên cho nó những cái bộ áo quần thật là lộng lẫy đi chăng nữa, nhưng một ngày nào đó nhắm mắt lìa đời thì nó vẫn trở về với cát bụi thôi. Có một câu chuyện, ông vua này thì có 4 bà vợ. Bà vợ thứ tư, bà vợ ông mới cưới nhất, rất là yêu quý. Điều gì tốt đẹp nhất, áo quần, giày dép, mũ nón, trang sức, ông đều tặng cho người vợ thứ tư này. Bà vợ thứ ba thì ông cũng rất là thương, rất là đẹp. Và đi đâu, đi vi hành hay gặp các nước triều đại lân cận thì ông đều giới thiệu người vợ này, tại vì người vợ thứ ba là một niềm tự hào đối với ông. Người vợ thứ hai ông cũng dành cho những tình cảm hết sức đặc biệt, tại vì người vợ này luôn luôn lắng nghe với ông, chia sẻ với ông, cảm thông với ông, nhẫn nhục với ông. Duy nhất có bà vợ cả thì ông lại không thương yêu, nhưng bà vợ cả này lại phụ ông rất là nhiều trong vấn đề triều chính, giải quyết những vấn đề trong triều chính. Vua cũng vậy, chúng ta cũng vậy, đến một lúc nào đó vô thường cũng đến. Và ông vua này đến một ngày thì ông già và ông bị bệnh, và trong căn bệnh này thì thái y cũng như tự bản thân ông biết ông sẽ không vượt qua được căn bệnh này. Và quen với lối sống hưởng thụ, đúng không ạ, quen với lối sống là xung quanh có rất nhiều những người chiều chuộng mình rồi, vợ đẹp, con xinh, rồi bao nhiêu người hầu hạ. Thì cái nỗi sợ nhất của ông lúc này đó là ông ra đi mà sợ cô đơn. Thế là ông đi gặp bà vợ thứ tư. Ông nói, khi sống ta rất thương yêu nàng, khi ta có sức khỏe ta rất thương yêu nàng, những điều gì tốt đẹp nhất ta đều trao tặng cho nàng. Vậy lỡ một ngày nào đó ta ra đi, nàng có đồng ý đi theo ta sang thế giới bên kia hay không? Thì người vợ thứ tư này, thiếp xin lỗi, thiếp rất yêu quý chàng và thiếp biết chàng cũng rất yêu quý thiếp, nhưng xin lỗi, thiếp không thể theo chàng sang bên kiếp sống bên kia được. Ông vua này rất là buồn, ông lại tiếp tục đi tìm đến bà vợ thứ ba mà ông yêu quý, ông cũng nói y như vậy. Thì bà vợ thứ ba này lại tiếp tục trả lời, và câu trả lời này làm ông đau hơn nữa. Bà trả lời rằng, thiếp không đi theo chàng và xin lỗi chàng, thiếp sẽ tái giá bước thêm một bước nữa. Thế lòng buồn quá. Và cái điều cơ hội cuối cùng, cái niềm tin cuối cùng của ông đặt dồn hết vào bà vợ thứ hai, tại vì bà vợ này thì luôn luôn lắng nghe ông, chia sẻ với ông và thấu hiểu với ông. Thì ông nói, khi trẫm còn khỏe, trẫm rất thương nàng, và nàng luôn luôn lắng nghe với ta, chia sẻ với ta mọi thứ. Vậy bây giờ lỡ một ngày nào đó cơn bệnh này ta không vượt qua được, thì nàng có đi theo trẫm qua bên kia thế giới hay không? Thì người vợ thứ hai này nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của vị vua này. Thiếp rất thương chàng, nhưng điều mà thiếp có thể làm cho chàng là đưa chàng đến nấm mộ cuối cùng, và thiếp lại quay trở về đời sống của mình mà thôi. Thì lúc đó cả ba người vợ mà ông thương yêu thì đều có những câu trả lời làm ông rất là buồn. Và lúc đó ông không dám đi tìm bà vợ cả, nhưng từ xa nghe một tiếng vẳng trở lại, đó tiếng của bà vợ cả: nhưng thiếp sẽ đi theo chàng đời đời kiếp kiếp. Ông mới quay trở lại, ông nhìn thấy cái hình ảnh thân yêu ngày xưa, đó chính là người vợ cả, ốm o, gầy mòn, xanh xao. Tại vì sao ạ? Tại vì lúc mà ông còn khỏe, ông đâu có quan tâm đến bà vợ cả này đâu. Lúc đó ông mới rưng rưng nước mắt.
cầm lấy cái đôi bàn tay xanh xao, ốm o, gầy mòn của người vừa cả mà nói lên rằng: giá như lúc ta còn khỏe, lúc ta còn trai trẻ, thì ta dành hết tình cảm cho nàng, tại vì nàng sẽ là người đi theo ta kiếp này, kiếp sau và vô lượng kiếp về sau nữa. Nhưng bây giờ đã quá trễ rồi. Cũng vậy quý Phật tử ạ, bản thân của chúng ta ở đây, chúng ta cũng sẽ có bốn bà vợ. Bà vợ thứ tư là tượng trưng cho cái thân thể này. Ví dụ chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta cố gắng làm cho thân thể này đẹp, đúng không ạ? Rồi là xịt dầu thơm, rồi là mình giặt áo quần là phải sạch, ngâm không pho nữa chẳng hạn để cho nó thơm. Rồi có vàng, có bạc, có trang sức thì chúng ta cũng đeo lên, nào là tai, nào là cổ, nào là tay chẳng hạn, để mà làm cho cái thân thể này rất là đẹp. Tuy nhiên, một sự thật rằng khi chúng ta nhắm mắt lìa đời thì cái thân thể này, thân tứ đại này, đất nước gió lửa nó cũng trở về với cát bụi mà thôi. Bà vợ thứ ba tượng trưng cho gì ạ? Tượng trưng cho của cải của mình đó, nhà lầu, xe hơi, bao nhiêu tiền của. Nhưng khi một ngày nào đó mình nhắm mắt lìa đời rồi thì những tài sản này nó không đi theo mình mà nó còn chuyển tiếp cho người khác sử dụng số tiền đó. Giống như bà vợ thứ ba đó, không đi theo đã đành mà còn tái giá nữa là vậy. Bà vợ thứ hai là tượng trưng cho gì ạ? Tượng trưng cho người thân yêu của mình. Đó là bố, là mẹ, là vợ, là chồng, là anh, là chị, là con cái của mình đó. Có thể lắng nghe mình, có thể chia sẻ với mình, có thể nhẫn nhục với mình. Tuy nhiên, việc họ có thể làm đó là tổ chức ma chay cho chúng ta, đưa chúng ta đến nấm mộ cuối cùng, rồi họ lại tiếp tục quay trở lại đời sống thường nhật của họ mà thôi. Duy nhất có một điều sẽ đi theo chúng ta vô lượng kiếp, đó là phước báo và nghiệp ác của mình đã gây tạo. Cũng vậy thưa quý Phật tử ạ, trong cuộc sống này, khi chúng ta dành hết thời gian, tiền bạc, công sức của mình cho những điều mà chúng ta nghĩ là quan trọng, là thân thể này, là sức khỏe này, là người thân yêu, là nhà lầu, là xe hơi, nhưng khi chúng ta ra đi rồi, tất cả những thứ đó không mang theo được. Duy nhất chỉ có những cái phước báo mình đã làm hoặc những cái ác nghiệp mà mình gây tạo mà thôi. Thông qua câu chuyện này chúng ta thức tỉnh là như vậy. Tuy nhiên ở đây không phải là chúng ta nói ba cái điều kia không quan trọng. Tuy nhiên ở đây chúng ta cần phải biết rằng nó quan trọng ở một mức độ nào, và chúng ta đầu tư nó ở một mức độ nào. Quay lại vấn đề thân thể, nếu chúng ta nói theo Đức Phật nói đó, thì thân này chẳng phải ta, chẳng có gì là ta cả, đúng không ạ? Đức Phật nói ở đây giúp chúng ta tỉnh ngộ không chấp vào cái thân, chứ không có nghĩa là làm cho chúng ta bỏ đi cái thân này. Tại vì nếu không có thân mạng này làm cái phương tiện thì làm sao chúng ta tu tập được, chúng ta làm phước được, chúng ta thương yêu được, chúng ta sinh sống được, chúng ta giúp đỡ mọi người được. Một ví dụ rất đơn giản thôi. Ví dụ có một cái dòng sông nước đang chảy xiết, mình không thể bơi qua dòng sông đó được, thì chúng ta phải dùng một cái phương tiện nào đó, nào là bè, nào là cano, nào là thuyền chẳng hạn. Thì mình phải đi qua cái dòng sông đó bằng một cái phương tiện nào đó. Nhưng khi qua bên kia dòng sông rồi, chúng ta không thể ôm theo cái cano, chúng ta cũng không thể ôm theo cái bè, ôm theo cái thuyền được. Nhưng không có cái bè, không có cái thuyền, không có cái cano thì chúng ta sẽ không thể qua bến bờ bên kia được. Cũng vậy đó, chúng ta không thể mang theo cái thân thể này, cái thân tứ đại này theo chúng ta mãi mãi được. Nhưng nếu không có thân tứ đại này trong kiếp sống của một con người thì chúng ta không thể tu tập, không thể làm phước, không thể gieo trồng những hạt giống thiện lành. Nên chúng ta phải hiểu ý Phật như vậy, để không bỏ bê cái thân thể này nhưng cũng không chấp vào thân thể này. Có nghĩa là sao? Có nghĩa chúng ta đi theo hướng trung đạo, không đắm say hưởng thụ những dục lạc trên thân thể này, nhưng cũng không khổ hạnh, không ép sát và không từ bỏ cái thân tứ đại này. Đó là điều chúng ta cần hiểu và cần lưu ý để thực hành đúng lời Đức Phật dạy là vậy. Điều thứ hai là có nhiều người quan điểm cái thân này không phải của họ, hoặc là thân này của họ chẳng hạn, và họ có quyền tự quyết cuộc đời của họ. Thế là có nhiều cái sự cố trong cuộc sống, bế tắc, họ không tìm được hướng đi chẳng hạn, và không nghĩ theo một hướng nào đó khách quan, và cuối cùng họ đã dại dột tìm đến con đường tự tử, tự kết liễu đi cuộc sống của mình. Thì xin thưa quý Phật tử, vấn đề tự tử hai chữ thôi nhưng nó có một quả báo cực kỳ kinh khủng. Chúng ta cùng phân tích chút xíu nha. Thứ nhất, thân thể này sinh ra là của ai ạ? Bố mẹ cho chúng ta hơi thở, đúng không ạ? Trong hơi thở của chúng ta có hình bóng của bố, của mẹ. Trong cái từng dòng máu chúng ta chảy trong người có hình ảnh của bố và mẹ.
Cơ thể của chúng ta là sự tích lũy của hai đấng sinh thành bố và mẹ. Và sinh ra chúng ta hít thở bầu không khí trong lành này, chúng ta uống nguồn nước trong lành này, chúng ta ăn những thực phẩm, chúng ta đang nở đời đó. Rồi thầy cô cho chúng ta kiến thức, bạn bè cho chúng ta một bờ vai khi chúng ta gặp phải những cái điều khó khăn trong cuộc sống và vô số những điều trong cuộc đời này nữa. Nên mỗi ngày đi qua là mỗi ngày chúng ta đang vướng nợ đời. Vì bất cứ một lý do nào đó, mình không tiếp tục sống, mình kết liễu đi cuộc đời này, thì thứ nhất, chúng ta nợ cái công ơn nuôi dưỡng, công ơn sinh dưỡng của bố và mẹ. Nợ đi cái ân nghĩa của cuộc đời này, nợ đi biết bao nhiêu cái tình cảm thiêng liêng trong cuộc sống này. Và khi chết đi rồi, xin thưa chắc chắn rằng chúng ta sẽ rất khó, cực kỳ khó được đầu thai làm người. Và trong lúc chưa có điều kiện, chưa có đủ phước báo để đầu thai làm người, thì xin thưa những chúng sinh đó tự tử xong sẽ chết và nằm trong cõi ngạ quỷ. Và có nhiều linh hồn tồn tại hàng chục năm, hàng trăm năm vẫn không thể đầu thai trở thành làm người được. Tại vì sao ạ? Tại vì nhân quả hết sức công bằng. Điều gì mình có mà mình không trân trọng nó, mình sẽ không được quyền có nó nữa. Tính mạng vô cùng quan trọng, đúng ạ? Mà chúng ta không biết trân quý nó, không biết tạo dựng nó trở nên tốt đẹp, không biết sử dụng thanh mạng này để tu tập, không biết sử dụng cuộc sống này, sức khỏe này, thân thể này để làm những điều thiện lành, và tự mình kết liễu đi cuộc sống, thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ không bao giờ còn có cơ hội có lại được cái thân thể làm người này nữa. Như trong một bản kinh Đức Phật dạy đó, có một lần Đức Phật đi với hội chúng tỳ kheo, Đức Phật mới lấy một ít đất bỏ trên tay của mình. Đức Phật mới nói: này chư vị tỳ kheo, đất trên tay của ta và đất trên đại địa này, cái nào nhiều hơn? Thì lúc đó chư vị tỳ kheo mới trả lời rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, đất trên tay của Đức Thế Tôn ít hơn rất là nhiều so với đất trên đại địa này. Cũng một lần một bài kinh khác, Đức Phật hỏi rằng, Đức Phật đưa ra một ví dụ rằng, giống như một con rùa mù 1000 năm tuổi nó bị mù mắt, 100 năm nó mới ngoi lên mặt nước đại dương bao la rộng lớn để hít thở một lần. Và trên cái mặt nước bao la rộng lớn đó, nó chỉ có một bọng gỗ rất là nhỏ. Vậy Đức Phật hỏi chư vị tỳ kheo rằng, cái xác suất con rùa mù 1000 năm tuổi đó, 100 năm nó ngoi lên mặt nước hít thở một lần, mà nó chạm được vào cái bọng gỗ, và trên cái bọng gỗ đó có một cái lỗ hổng bằng cái đầu của nó, thì xác suất ít hay là nhiều? Thì lúc đó chư vị tỳ kheo nói: kính bạch Đức Thế Tôn, cái điều này là một điều cực kỳ khó xảy ra. Đức Phật mỉm cười và nói: điều này đúng là khó xảy ra đó, nhưng nó không khó bằng việc một chúng sinh được tái sinh, được đầu thai vào làm người. Nên chúng ta thấy đó, có thể mình sinh ra, mình lớn lên, mình mưu sinh, mình lập nghiệp, nhìn lên thì mình chẳng bằng ai, nhưng khi chúng ta biết nhìn xuống có rất nhiều người không bằng mình. Nên hãy biết trân quý cuộc đời này, trân quý những điều mình đang có, trân quý những hạnh phúc đang tồn tại xung quanh chúng ta. Đừng vì bất cứ một lý do nào mà bi quan, mà không lạc quan vào cuộc đời, rồi đi tìm tới cái chết, đi tìm tới cái phương án đó là kết liễu đi cuộc sống của mình. Đây là một trong những cách giải quyết vô cùng kém trí tuệ. Và với hành động này thì chắc chắn rồi, những cái điều mà cái thầy nói đó, chúng ta phải gặt cái quả báo là rơi vào cõi ngạ quỷ rất là nhiều năm, rất là nhiều tháng, và rất khó để đầu thai làm người. Và nếu khi đầu thai làm người thì chúng ta sẽ bị khiếm khuyết một phần nào đó trong cơ thể chẳng hạn. Nên rất mong qua phần giải đáp này, quý Phật tử sẽ yêu hơn cuộc đời của mình, trân quý hơn cuộc sống của mình, để làm những điều tốt, và đặc biệt để giữ tâm và ý thanh tịnh, làm những điều lành, tu dưỡng đạo đức và thăng tiến được nội tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.